Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin ngắn trong ngày. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin từ Houston. Người phụ nữ bị bắt sau khi khạc nhổ vào cảnh sát trưởng ở Houston. Một phụ nữ đang bị buộc tội khạc nhổ trước mặt cảnh sát trưởng Houston trong khi anh ta bắt giữ cô vì cô đã ăn trộm một món đồ từ một cửa hàng thuốc. Vào ngày thứ hai vừa qua, Daniel Paris, 40 tuổi, đã bị tống giam cô ấy bị buộc tội quấy rối một viên chức đó là một tội nặng khi nhổ vào cảnh sát trưởng aververo các công tố viên cho biết cảnh sát trưởng đang đi mua sắm vào hôm thứ bảy và ông đã nhìn thấy paris ăn cắp đồ vật của cửa hàng và quấy rối các khách hàng khác bên ngoài các nhà chức trách nói rằng paris đã chống lại cảnh sát trưởng và cố gắng bắt giữ cô và cô đã nhổ nhiều lần vào mặt cảnh sát trưởng và các sĩ quan khác. Hồ sơ của tòa án cho thấy vào tháng trước, Paris cũng đã bị bắt vì khạc nhổ vào một sĩ quan cảnh sát. Tin từ Việt Nam, Quốc hội Đức đã cử dân biểu sang Việt Nam dự phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thành. Quốc hội Đức mới đây vừa cho biết sẽ cử ông Martin Spares, thượng nghị sĩ của Đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo cầm quyền sang Việt Nam vào tháng Giêng sắp tới để tham dự phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội. Tờ báo của người Việt ở Berlin đã đăng tin cho biết một nữ nghị sĩ của Đảng cánh tả cho biết có thể tham dự chuyến đi. Ngoài ra, dư luận tại Đức đang chú ý đến việc ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra tòa để xét xử vào đầu năm tới. Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh là bà Elizabeth cho biết gia đình ông đã thuê 4 luật sư biện hộ cho ông Thanh trước tòa. Luật sư cũng tỏ ra nghi ngờ rằng bản án dành cho ông Trịnh Xuân Thanh đã được định trước. Nhiều ý kiến cho rằng quan hệ bang giao giữa Đức và Việt Nam sẽ trở nên căng thẳng hơn nếu ông Thanh bị kết án tử hình. Thưa quý vị, vào sáng thứ hai vừa qua, một vụ tai nạn xe lửa kinh hoàng đã xảy ra tại tuyến tàu Amtrak đi từ Seattle đến Portland làm các toa tàu văng xuống xa lộ và các toa còn lại bẹp dúng. Tổng cộng 6 người chết và 77 người bị thương. Theo những thông tin ban đầu, đoàn tàu đã thực hiện đúng quy trình giảm tốc từ 80 xuống còn 40 dặm mỗi giờ, nhưng có thể do một vật thể chưa được xác định nằm trên đường ray là nguyên nhân gây ra tai nạn. Ở dưới xa lộ số 5, một số những chiếc xe bị bẹp dúng. Ở trên các toa khác, nhiều hành khách đã phải đập vỡ cửa sổ vì hệ thống thoát hiểm không hoạt động khi tàu trật đường ray. Một số nhân chứng trên tàu diễn tả họ cảm thấy tàu đi qua một khúc cua và cả thân tàu rung lên lao xuống dốc. Tai nạn trật đường rầy xảy ra vào ngày đầu tiên, xe lửa Amtrak bắt đầu sử dụng một tuyến đường mới nối các thành phố của Tacoma và Olympia trong khuôn khổ một dự án nhằm cắt ngắn thời gian của cuộc hành trình. Tin từ California, Gió dịu lại giúp việc dập tắt đám cháy lịch sử ở California thuận lợi hơn. Những cơn gió đã dịu vào Chủ nhật vừa qua giúp các nhân viên cứu hỏa làm chậm lại sự lan rộng của một đám cháy rừng ở California. Đám cháy đã thiêu hủy 270.000 mẫu dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, phía bắc Los Angeles. Các quan chức cho biết đã có hơn 8.500 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa Thomas ở Nam California. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 12, ngọn lửa đã phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà và đe dọa 18.000 người kể cả thị trấn giàu có Montecito ngay bên ngoài thành phố của ven biển Santa Barbara. Ngọn lửa tập trung khoảng 100 dặm về phía tây bắc của trung tâm thành phố Los Angeles đã buộc hơn 104.000 người phải di tản hoặc tìm nơi trú ẩn. Các cộng đồng dân cư gần Santa Barbara đã nhận thấy những cơn gió dịu lại và mở ra một cơ hội cho chính quyền ngăn chặn đám cháy với những điều kiện thuận lợi dự kiến diễn ra vào đầu tuần. Các quan chức cho biết, chủ nhật là một trong những ngày làm việc hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại ngọn lửa. Chính quyền cho biết, tính tới thời điểm hiện tại thì con số thiệt hại do vụ cháy rừng Thomas gây ra đã lên đến 123.8 triệu đô la và làm ô nhiễm không khí nặng nề nhất khắp miền Nam California. Tin từ Alaska, con trai của cựu ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng Hòa Sarah Palin đã bị bắt giam vào Chủ nhật tuần trước vì bị buộc tội tấn công và thực hiện các vụ lừa đảo trong tiểu bang Alaska. Hồ sơ tòa án cho thấy Jack Palin, 28 tuổi, đã có mặt tại phiên tòa trước đó ở Palmer, Alaska vì bị truy tố tội cướp tài sản và các tội hình sự khác. Trong quá khứ, Sarah Palin đã đưa ra những câu hỏi về sự hỗ trợ cho các cựu chiến trong quân đội như Jack Palin có thể bị căng thẳng vì những chấn thương sau khi bị bắt. Jack Palin đang bị giam giữ tại tù. Vào năm 2016, Jack Palin đã phải đối mặt với các cáo buộc bạo lực gia đình bao gồm sử dụng vũ khí trong lúc đang dùng ma túy. Vụ án đã được giải quyết tại một tòa án đặc biệt dành cho các cựu chiến binh với một thẩm phán có tội. Vì các hành viên sai trái Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Và xin thân ái chào tạm biệt